Vâng, xin chào toàn thể anh em audio. Hôm nay là ngày mùng 1 tháng 1 đầu năm 2022, con số 22. Hôm nay bên Phạm Thức Audio xin phép được quay và test bộ âm thanh cho anh Duy. Anh đã đặt tiền cho bên em là 1 triệu rồi. Thì bộ âm thanh rất chi là ít tiền mà cho hiệu quả chất âm thanh thì vừa nghe nhạc vừa hát karaoke, và tính chất của nó là độ nhật xịn, trừ mỗi cái vang neck. Đấy. Vang neck dùng để kết nối TV và kết nối mic, và dùng để nghe nhạc bắt Bluetooth đầy đủ thông tin. Thì mình bắt đầu đi sâu vào test bộ âm thanh này cho anh Duy. Anh ở Sơn La. Trước tiên là mình nói về cái không phải cái hàng bãi, đó chính là cái vang neck. Vang neck ở bên em là vang loại 1 chứ không phải là loại xịn. Thực sự ra cái loại 1 chuẩn thì nó sẽ không thua kém gì cái loại xịn là mấy đâu, mà giá thành của nó thì rất chi là cụ thể, giá của nó chỉ có 1,2 triệu thôi. Anh em nào cần liên hệ đến bên em nhé, 0972192087 này, 468 đường Điện Biên. Anh em cứ cọc 200.000 em sẽ ship COD cho quý vị và các bạn tận nơi, tận nhà, tận giường và tận dưới chân quý vị và các bạn luôn. Kiểm tra xong, test xong, tin tưởng, ok, thanh toán nốt tiền cho bên bưu điện. Đây là chiếc vang neck FX9, và em cũng khuyên các bác luôn không nên dùng FX20 và 30, mấy con đó nó có thêm cái điều khiển. Nó rất hay bị cái khiển đấy, nó không, bởi vì nó quá rẻ nên là cái khiển đó nó không bao giờ tốt đâu. Cái thứ hai nữa là em thì em không thích cái đấy vì cái màu đèn nó màu xanh ở đây nó rất lòe loẹt. Còn bác nào thích lòe loẹt thì các bác mua con đó. Còn bên em vẫn trung thành với một cái hình diện của con FX9 Plus. Hàng loại 1 thôi, giá rất rẻ, hữu nghị, đó là chỉ có 1,2 triệu. Con này bên em vẫn còn một số hàng, anh em cứ gọi thoải mái, đặt hàng thoải mái sẽ bán cho quý vị các bạn. Dòng Vanex là dòng vang cơ anh em nhé, có thiết kế là Bluetooth này, chuyển đổi quang này, mình bấm vào cái nút input này để thay đổi các cái chế độ của nó. Khi mà Bluetooth đã kết nối với một thiết bị nào đó rồi thì các bác chỉ việc bật lên thì nó sẽ tự kết nối. Đấy. Đây là volume chỉnh to nhỏ của mic, và đây là XCHO tổng, đây là to nhỏ của nhạc. Còn đây là các cái phần chỉnh giải tật riêng. Thì cái này video thì em thấy rất nhiều bác đã nói rồi thì em sẽ nói sau. Ngày hôm nay thì xét video trực tiếp, và cái bộ này thì anh cũng đã mua trực tiếp bên em nên em sẽ test trước cho cái tự cân chỉnh. Đây là cái nút chống hú này, anh ấn vào để cho nó chống hú nhá. Và nếu nhà mình mà bật nhỏ mà không cần chống hú thì nhớ nhấc ra thì tiếng mic của nó sẽ lao xao hơn. Đây là chiếc tuner i7. Đấy, hôm trước trong cái video của em đã hướng dẫn cách sử dụng rồi nên ngày hôm nay em cũng sẽ không nói thêm nữa. Cái chiếc đấy em đang cắm vào cái cổng này. Đây. Đấy, cổng AUX. AUX. Đấy. Đấy, mình chỉnh. Bấm vào AM hay FM gì đó. Đây, AM. Đây này. Xong rồi bấm giải tần lên thì nó sẽ bắt sóng. Đấy, thế thôi. Bỏ qua đi. Test trực tiếp vào vấn đề ngày hôm nay. Cái đài này các bác ngồi tự test, mà tính chất trưng bày là chủ yếu mà. Đây. Đây là phần tép này, và đây là phần bát này. Đèn của quay 7 rất đẹp này, đang cắm cổng tuner này. Đây là nút lau lướt để cộng thêm bát tép này. Và hiện tại em đang ghép cùng cho anh là chiếc âm đi này chỉ có công suất là 130W, đúng không nhỉ? Nếu theo trí nhớ của em không nhầm thì dòng này là 130W. À đâu, 160W chứ ít gì đâu. Đây, thể nào nó dã cặp này khá tốt, rất căng tiếng. Mặc dù sử dụng sò cũng chỉ là sò của 7800 mắc đôi thôi, mã 1075 và 2525. Cái cách cắm của bộ này của anh Duy nhé. Thì hiện tại bây giờ vang neck này em đang bắt Bluetooth, còn nếu anh cắm chuyển đổi quang ấy thì từ TV xuống ấy thì em bố trí sẵn cho anh một cái dây rồi nhá. Thì anh cắm vào cái cổng này, nhớ phải cắm đúng chiều của nó nhé thì nó mới vào. Còn cái trong cái hộp vang nó sẽ có một cái dâu anten thì anh cắm vào đây để bắt Bluetooth cho sóng nó tốt hơn. Còn hiện tại bây giờ bởi vì em đang ngồi gần nó, đây cái điện thoại đây,
bán kính mới có khoảng chừng tầm 1 mét, nên em không cần dùng cái dùng đến cái dâu làm gì cả. Đây là chiếc áp khóa đằng sau để khóa to nhỏ tiếng nhạc này. Hiện tại em đang để mức 5. Cái này cũng thế. Và đây là volume của mic để to nhỏ mức 5. Con Neck 9 này thì nó có cái cổng. Đây là cổng này này. Cổng này là cổng ra, cổng ớt ra. Cổng này là ra tín hiệu AV. Đấy, bông sen, mọi người hay gọi là bông sen đấy. Thì từ đây có thể cắm xuống phần bên dưới này của âm ly. Nhưng bên em, bởi vì bác mua của bên em nên em cắm cho bác dùng dây cam nông cắm từ đây xuống để cho nó đạt âm thanh hiệu quả và cái độ chắc chắn của nó là tốt hơn. Đấy, còn nếu như mấy nữa bác có tiền mua súp chẳng hạn thì bác có thể cắm vào đây để đánh xịt te, hoặc là đánh vào cổng súp đây này, nó có một cái cổng súp cam nông này. Đấy, đánh vào đây cũng được. Đây là jack ra loa nhé. Và sử dụng điện của nó là điện 100V này. Thì con tuner này anh cắm trực tiếp vào cái tín hiệu đầu bên trên này, thì khi tắt nguồn thì nó sẽ tự động tắt. Mình chỉ việc cắm một jack nguồn của con âm ly thôi. Âm ly này sử dụng điện 100V anh nhá, lưu ý. Còn đây là đôi loa em sẽ đóng gói cho anh. BMB450KMI Mark đôi. Một sản phẩm cuối cùng mà có chữ Japan. Đời cuối cùng của BMB. Thùng quách rất đẹp. Đôi loa này bên em vẫn còn nhá. Còn âm ly i7 thì đã hết rồi. Đôi loa này bên em vẫn còn đây. Còn 2-3 đôi đều đẹp giống nhau hết. Đây, hàng bên em đã dán tem đầy đủ cho anh em. Nếu như loa không phải loa bãi, em xin phép cam kết biếu lại quý vị và các bạn đôi loa. Rồi, bắt đầu mình bắt đầu test một chút này. Em chỉnh cho anh thì tất cả các cái nút này của nó nhá, thì anh cứ để đúng 12 giờ cho em nhá. Đây này, tí nữa em sẽ lấy bút trắng em đánh dấu một cái đầu này. Thì anh chỉnh tất cả các nút này lên 12 giờ là ok này. Đây. Âm ly này đánh được hai kênh cùng một lúc. Đấy. Ấn đây là cổng A này, đây là cổng B này. Anh ấn vào A thì nó đánh A, đánh vào B nó đánh cả B, ra cả B luôn nhá. Đây là ba lăng chỉnh từng kênh một này. Đây là cổng táp nhá. Mình cắm vào cổng táp đằng sau nó sẽ nhận ở đây. Rồi. Bây giờ em đang sử dụng cái mic Tomaha. Mic Tomaha này bên em vẫn còn 4-5 chiếc nữa. Anh em nào cần liên hệ nhá. Bán giá tình cảm cho anh em với giá 350 một chiếc. Phá giá thị trường luôn nhá. Rồi bây giờ bắt đầu alo thử câu. Ali, một to thiệu nữa nào. Xem nó có rú rít đâu nào. Đấy. Ngồi ngay gần thôi. Hiện tại bây giờ em đang ngồi cách loa con chắc khoảng chừng tầm 80 phân. Đấy, em quay cả mic vào loa đây. Ali, một. Cường độ âm thanh bây giờ đang lên đến gần đến đỉnh điểm đây. Ali, một, hai. À, máu lên thiệu nữa. Cho to thiệu nữa nào. Ali, một. Một, hai. Một, một, hai, hai, ba, bốn, năm, sáu, bảy. Ali, hai. Thật sự cái vang neck này rẻ tiền, nhưng âm thanh hiệu quả phải ở trong cái mức tiền của nó là xứng đáng. Cái thứ hai nữa là nó tiện dụng và dễ sử dụng anh em nhé. Đấy, thì anh em nào cần thì liên hệ đến bên em. Ali, một, hai, 4, 5, 6, 7. Rồi, lục mục của anh thì còn thêm nhầm đây sang cái tờ của anh khác cơ. Rồi, cả bộ này của anh khác, không phải của anh Duy. Anh Duy là mua cái súp. Súp tí nữa em sẽ đóng đi. Rồi, xin chào anh em. Và hẹn gặp lại quý vị các bạn trong chương trình lần sau nhé. Ngày hôm nay đã test được cho anh.